Tối qua 21 tháng 11, nhận được thông tin phản ánh có hàng chục xe máy tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Qua nắm bắt tình hình, 9 tổ công tác liên ngành 141, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phương án đón lõng vây bắt nhóm quái xế đua xe náo loạn đường phố đêm ngày 21 tháng 11. Địa điểm vây bắt đón lõng được chọn là ngã ba Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ có 23 người điều khiển 20 xe máy tụ tập thành từng nhóm đông rồi diễu qua một số tuyến phố ở Hà Nội. Nhóm này phóng xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép. Độ tuổi trung bình của nhóm quái xế này chỉ từ 14 đến 17 tuổi. Nhiều người sẵn sàng tông thẳng vào tổ công tác 141 khi thấy tín hiệu yêu cầu dừng xe. Đáng nói, nhóm này viện nhiều lý do để biện minh cho hành vi của mình. Nhiều quái xế còn chưa có giấy phép lái xe, che biển kiểm soát để trốn tránh lực lượng chức năng phát hiện. Còn có nhiều trường hợp dùng nhiều loại tem để dán vào biển số, gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Một số trường hợp khi bị lực lượng chức năng bắt giữ còn trong tình trạng say xỉn, khai đang lượn phố để tỉnh rượu hoặc cố tình phóng xe lao vào lực lượng công an để tẩu thoát. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên trên cho Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục làm rõ hành vi và xử lý.